Em muốn làm giao diện của đấy thì chúng ta sẽ dùng một cái control ở trên đỉnh này. Đây, cái phần mà chứa home insert layout này. Cả cái phần trên này nó gọi là cái ribbon control. Các em tìm ribbon control. Đấy, đâu rồi? Đây, ribbon control trên đỉnh đây. Các em kéo ra. Đấy. Thì khi kéo ra rồi sẽ tạo cho mình một cái phần trên này. Có luôn các tab đúng không? Bây giờ giả sử các em muốn thêm cái nữa thì kích ra bên ngoài. Đây. Khi bên ngoài thì nó có cái phần mũi tên tam giác bên trên này. Các em chọn đây. Tạo một cái phía trên cùng mình hay dùng nhất nó để là cờ vít tip on tag, các em chọn này, tạo cái mới này. Thấy chưa? Thêm cái nạm này. Cái font cho rộng đi nhá. Đấy. Bây giờ anh chạy thử. Cho bắt đầu to luôn nhé, Windows test bằng Mac đi. Đấy. Thì ngay tức mình được cái trên này giống mình Word đúng không? Đấy, Word nó cũng thế thôi. Đấy. Mình được phần này giống cái Word rồi. Đấy, đổ chút cho đèn này. Đổ icon của nó đi. Đấy. Và bây giờ các em nhìn thấy là cái tab này nó ghi tag 1 à tip on tab item 1 2 3 4, nó rất là khó nhìn. Cho nên mình sẽ phải đổi tên nó đi cho nó đẹp. Trên này có cái button mình chưa cần dùng đến thì các em xóa bình thường như các button. Các em kéo ra mọi khi khi chuột phải này. Sau đó chọn delete bình thường. Đấy. Thì cả cái file này nó cung cấp cho mình sẵn cái menu. Nhưng nếu mình không có nhu cầu dùng thì các em xóa đi. Khi chuột phải xóa đi. Đấy. Delete bình thường. Bây giờ chỉ còn các phần trên này thôi. Bây giờ các em muốn đặt tên này chỉ cần thay đổi tên như các control khác này, không có gì khác cả. Đây. Nó ghi là đây, tip on tag từ 1, em ghi dụ đây là cái giống này. Ghi tiếng Việt bình thường thôi, không sợ hết. Bên này các em ghi chương 2 chẳng hạn. Về nhà các em chuyển cái phần ngày xưa nào mà menu sang cái này nhá. Code thì vẫn thế thôi. Tí thường dẫn tạo cách đó là ép những cái code có sẵn vào cái này. Mình sẽ không phải viết lại hết từ đầu. Đây là chương 3 này. Đây. Chương 4 này. Chương 4 này. Chương 5. Và giờ các em muốn thêm một cái trợ giúp nữa. Khi ra bên ngoài này. Chọn vào đi con ta. Thêm trợ giúp. Có chương 6, chương 7 các em thêm vào cho đầy đủ nhé. Đây là trợ giúp này. Đấy. Bây giờ hệ thống thì cái quan trọng nhất cái phần như kiểu phát này thay cửa hay là đăng nhập nào. Ví dụ trong các phần mềm nó có những cái đấy. Còn tạm thời trong đây mình chỉ làm một cái nút phát thôi. Ở đây người ta làm sẵn cho mình một cái bar là các em click sang tab 2 thì thấy nó trống. Thì khi các em muốn tạo thêm một cái mục như bên này này. Thì cái này các em click vào đây này. Chọn là cái tam giác nó mũi tên nhỏ nhỏ bên trên này. Sau đó này, click tip on bar thì tạo cho mình một cái khu trống như bên này đúng không? Đấy. Tiếp theo như trong Word các em nhìn thấy là bên trong có các button này. Đấy, cái nút bấm cho mình nhé. Để tạo ra cái đấy các em lại chọn vào cái tip on bar vừa xong này. Nó là có cái mũi tên nhỏ nhỏ bên trên này. Các em click vào đây. Thì ngay tức em nhìn thấy các control này, app button này, cứ thử từng cái một này. Đây. Đây là hold the container này. Xong text box này. Combo box này, label này, banner picker này, đây. Rất là nhiều. Đấy, các em click xong thấy chưa? Ép thoải mái. Hiểu chưa? Bây giờ chạy thử nhá. Đây, phía trên này có các con số cho mình rồi. Có chọn màu đây. Này 3 này. Đấy. Và thông thường thì chúng ta chỉ dùng các button trên này thôi. Còn con số này hầu như là ít dùng. Cho nên xem thấy xóa đi. Xóa cái kênh này, bôi đen mình xóa này. Quét này. Xong xóa bình thường, đen bình thường thôi. Đấy. Để xóa hết đúng không? Bây giờ em lại có tiếp con 3 cho nó này. Thêm cái button này. Em button vào. Và cái button này các em còn nhìn thấy ở Word nó có cái icon đúng không? Nó đẹp hơn ý. Muốn nào icon trong này các em cũng làm như kiểu cái button một khi. Các em chọn priority cho nó.
hoặc khi đây thì mặc định bên này chọn bên đấy thôi. Đây nó là button item 1 này, chỗ đây 3. Em đặt tên btn bình thường không sao cả. Đây dụng tên là btn, tên là hệ thống khoan đi, em xin này. Đấy, muốn chọn icon cho nó thì các em tìm thuộc tính image. Đây, trong image các em chọn lên icon khoan có cái dấu x chẳng hạn. Đó, đây đây dùng cái này đúng không? Đấy, và khi các em chọn xong thì để ý là cái ảnh nó chiếm hết, và các em không viết được tag thì bên dưới họ viết là đây là picture, ghi bên dưới có cái tag picture, để khi muốn hiện cái tag nó lên trên cho mình viết, các em phải chỉnh vào cái thuộc tính của image. Đây, cái image này có cái chỗ đây image position, tức là vị trí của ảnh, các em phải chọn đó là top button. Top thì có là cái trước của nó xuống dưới, còn nếu các em chọn button thì cái chữ của nó đẩy lên trên đúng không, nhưng thông thường chữ của mình bên dưới các em sẽ chọn là top. Đấy, bây giờ là tên bình thường, các em ghi là tên nút khoát này, khoát. Đấy, và cái nút này các em để ý là mình không hề di chuyển được kích thước như cái nút mình kéo ra trong cái control bên dưới này. Đây, kéo button x dưới này nha. Đây, cái này có cái phần cho mình kéo đúng không, nhưng ở trên này mình không kéo được, thì muốn chỉnh sửa cái kích thước trường hợp này ấy, thì nó liên quan đến một chút, các em phải chỉnh cái thuộc tính tag ở đây. Cái này thì nó giống một chút web, nếu như ai học tí web được thì nó dễ. Còn sẽ học các em để ý chút này, nó dùng một cái thẻ div này, xong là muốn căn nề giữa thì nó dùng an, còn trường này muốn chiều rộng ấy thì có thuộc tính width ở trên này này. Đây, các em thuộc tính width bình thường là chiều rộng đúng không, width này width e th bình thường các em cho bằng 60 chẳng hạn. Đấy, đây là cái thẻ mở trong dạng HTML thì nó sẽ có một thẻ đóng lại để nhốt vào ấy. Thẻ đóng nó thêm cái dấu sổ ngược n, sổ ngược ở trước div này. Đấy, các em thấy ngay lập tức là kích thước của nó sẽ to ra đúng không, cái chỗ này phải div này. Đấy, đấy, các em nhìn thấy cái chữ nó to ra chưa, à cái button nó to ra đúng không, anh cho 180 nhá, nhìn này to hơn này, 180 to hơn. Đấy, và một yếu tố nữa là khi to ra thì cái text của mình viết hết nó bị lệch, nhưng mình muốn là nó ở giữa thì muốn ở giữa để chỉnh thuộc tính của nó, chỉ có cái hit là cái align này thôi, thuộc tính căn đề như mỗi khi các em dùng là text align, còn trong này nó chỉ cần align thôi, các em viết align này. Đấy, căn giữa là center viết tiếng Anh. Đấy, nó là giữa chưa. Và còn một trường hợp nữa, đó là khi mình viết chữ nó dài. Đấy, giả sử bây giờ anh viết là cái chữ không phải thoát nữa mà thoát khỏi hệ thống này. Đấy, thì khi các em nhìn thấy là cái chữ nó tận xuống dưới không, cái đường ban này vương các em chuyển thành dấu chấm. Đây, cái button nó hơi to đúng không, chỗ này mình có thể chỉnh lại kích thước của nó. À, chỉnh kích thước ở cái chỗ image fix size, đây mình sẽ để là tầm khoảng 3 năm chẳng hạn. Đấy, ở tôi lên 3 nó có cái dở đó là mình thay đổi kích thước ở đây thì các em chưa nhìn thấy thay đổi đâu, các em phải lấy thuật kích vào, kích vào đây thì nó thay đổi theo. Đấy, nếu mà dùng thêm cái express này ngay lập tức mình thay đổi thì kia nó thay đổi theo luôn, còn ở đây thì nó kém hơn cái đấy một chút nhưng mà được cái nó nhẹ hơn. Và chỗ này các em nhìn thấy cái text là thoát khỏi hệ thống. À, bây giờ các em muốn là text đến cái chữ là thoát này xong xuống dòng thoát khỏi hệ thống đúng không, hoặc là thoát khỏi trong hệ thống bên dưới, muốn text dòng thì các em dùng một cái thẻ là xuống dòng trong HTML. Các em còn nhớ cái break trong switch không, switch cây và break thì cái break chính là thoát, và chỗ này nó xuống dòng, nó biết tắt lấy hai chữ đầu, cái đầu tiên là br và nó tức là thẻ vừa đóng vừa mở, cho nên các em nhìn cách viết đây, thoát khỏi hệ thống em muốn ngắt đây này, br này viết tắt của break này, thẻ vừa đóng vừa mở nó thêm sổ ngược này, là cái sổ nữa đóng vào cái dấu này, cái ngoặc nhọn này, cái ngoặc vuông này. Đây, các em nhìn thấy thoát khỏi xuống dưới chưa, các em muốn tách chỗ nào cũng được, em copy br vào chỗ đấy ngắt hay không, bây giờ thoát ra xuống dòng à, em copy vào đây này, ấn enter đấy chưa. Đấy, trên căn ngắt dòng của mình, căn giữa thì đầu tách online. Đây, tách online thường này các trần ghi là online và center đâu. Để copy ra word nhé, cái này nhìn rõ được không em? Đây, đây div này, viết tắt của division này là cái khối này, online là cái căn này, thì có center này, neckline này, ba thuộc tính căn trái phải giữa. Còn cái width là chiều rộng bình thường, nó sẽ tính theo đơn vị là pixel. BR viết tắt của break, tức là cái dấu ngắt xuống dòng. Bình thường mình muốn thêm một dòng cho mình xuống dòng này, như ở enter ấy,
div là cái là thẻ đóng, nó sẽ giống như cái thẻ mở nhưng mà nó có thêm cái sổ, cái dấu này nữa. Đấy. Bây giờ nói tiếp này, khi các em tạo ra được một cái nút chuẩn rồi thì để đỡ mất thời gian trường hợp khác thì phải chỉnh nhiều này, các em copy cả cái bạn này đây, kích vào cái bên ngoài đó, nó là cái div on bar ấy, các em copy này, sao paste bình thường paste này, nếu có nhiều các em phải paste nhiều, copy nhiều và paste nhiều, em copy cả ba, sau đó em paste cả ba luôn này. Đấy, xong sau này có 6 cái đúng không, mình copy cả 6 luôn này, sang chương 2 chưa có cái nào xóa cái cũ đi, không dùng nữa, paste luôn cả cái cũ này, bên này paste luôn này. Đấy, đấy chưa, paste nhẹ nhàng. Đấy, bây giờ chạy thử này. Đấy, phần nào giống nhau không, không phân biệt được thì phần tư đổi anh cần. Đấy, bây giờ sửa lại một chút. Thôi khỏi thống, cái này chỉ có một thôi. Em để một cái xóa cái kia đi, phôi đen xóa đi thường. Đấy. Bên này chương 2, các em ghi thường sẽ các bài từ 2.1, 2.2 vân vân đúng không? Thì em sửa cái text cho nó, click button này. Sau cái này không có cái xuống dòng, các em chỉ cần ghi đây. Đây là bỏ cái thẻ kia đi, ghi bài 2.1 chẳng hạn. Đây nào, bài 2.1 này. Đấy. Cái bài 2 chấm nhiều, có nhiều các em copy sang để được. Ctrl A được không? Đấy, sang text như này này. Ctrl A, Ctrl V, sửa 2.2 đúng không? Nhanh hơn này. Đấy. Bên này Ctrl A này, Ctrl V, 2.3. Đấy, 2.4. Vâng vâng, nó còn nhiều bài, tạm thời anh cho 4 bài thôi nhé. Em cho thêm vào tương tự thôi. Xong icon mình đổi cho nó. Đây, dấu icon đổi lại. Đổi cái này cho đẹp này. Thật ra nhiều mình chụp cái mũ này ra nhanh. Corona đây này. Đây. Ở đây là cho cái dấu tích này. Rồi. Bây giờ tạm dừng cho em đến lúc này nữa nhé. Vậy đi ha. Các em muốn đổi hình này cái nút khác thì các em chọn vào trên này. Khi vào chấm chấm này lên. Nó các hình cho mình. Đây là cái dạng bo góc, tức là không cái góc nút hình vuông mình bo lên tròn tròn đi được. Còn đây là ra nút hình tròn này, chọn vào. Khi chọn vào thì cái nút ở đây nó chưa đổi thành tròn nữa cho mình. Mình phải chạy mới nhìn thấy nó thành tròn. Đấy. Đấy, bây giờ tròn chưa? Đây vuông này, tròn này, đây vuông này. Các em chỉnh hết chưa? Đây, nói lại này. Đây các em dưới để ý này. Lúc mình di chuyển lên trên thì hiển thị một cái thông báo này, đó là text này. Đấy. Cái này nó gọi là cái tool tip. Bây giờ giả sử mình cũng muốn chương trình của mình đi lên đây nó giải thích cái đấy thì mình làm thế này. Đấy. Chọn vào cái button này, property này. Các em lan xuống dưới cùng. Nhìn thấy cái từ tool tip đấy chưa? Đấy. Đây kéo phần giải thích bên dưới này lên này. Nó ghi là tool tip này indicator text that display when mouse hover over the item. Đấy. Mình sẽ ghi tương tiếp đây là dụ là bài 2.1 này. Bài tập chương 2. Đây. Bài 2.1 này nè. Đấy. Bây giờ chạy thử nhá. Lần trước anh ghi vào phần này không có này. 2.1 thì nó ghi bên trên, nó ghi giải thích luôn là bài chương 2 2.1 những cái vừa ghi. Đấy. Đây là một cái tool tip hoàn thành mình kiểu khác nữa. Trong Visual cũng có. Cái này ở bên cái control á. Cái kia cũng không có ạ. À kia có dùng cái khác đây. Ở trong command control hay đây này. Cái này không, đây tool tip, đây này. Trong một command control này nó có cái tool tip này, các em kéo ra. Đấy là một cách khác. Nó không nhận ở đây.
Nhưng mà trong cái delta nó có sẵn cái này là em dùng luôn. Còn một số trường hợp khác thì các em phải dùng cái đấy. Đấy, giả sử nên kéo cái picture box ra đây. Đó, cái ảnh đẹp đẹp vào. Chọn đen tôm này. Đây, chọn ảnh đẹp đẹp. Chọn trend image này. Cho đọc này bằng full luôn đi. Đọc bằng pin này. Đấy. Bây giờ picture box này có mềm, đó có mừng control này, dùng control bình thường thôi. Dùng kết hợp cả hai, không phải lúc nào cũng dùng Notepad đâu. Cái này chỉ hỗ trợ thêm mà. Thì trong này các em nhìn thấy bên này sẽ có tooltip này, on này, tooltip này, on tooltip 1 đúng không? Chính cái vừa mình kéo ra đây. Đấy. Bây giờ các em chỉnh cái đấy cho nó. Đấy. Tooltip 1 này. Đấy. Đi enter ví dụ đây nè. Đây là ảnh này ha. Đấy. Có nhiều dòng chữ nhá, anh ngại viết anh copy paste cho nhanh nhỉ. Trên đó, quay được nhiều. Đấy. Bây giờ chạy. Di chuyển lên trên này. Thấy nó hiện chưa? Nè. Cái đây là nền hiện lên tầng chưa? Trong cái này nó sẽ có một cái đây, title này. Click vào cái tooltip và kéo ra này. Các em muốn cả cái mình di chuyển nó hiển thị lên trên ấy, mình có thể dùng vào cái command control của Windows có sẵn. Các em chọn vào cái tooltip này, kéo nó ra. Khi kéo ra nó hiển thị bên dưới này. Các em chọn tính của nó này. Cái tiêu đề bên trên ấy, đây nó ghi là tooltip. Thì rồi các em ghi bên trên này là đây là thông báo hả. Đấy. Chỗ cái icon lên trên các em chỉnh là info, tức là thông tin. Bây giờ mình chạy này. Tooltip ở trong command control ấy, kéo nó ra. Đây, thấy chưa? Thông báo đây nền vân vân. Các em để ý anh làm tiếp này. Đấy. Bây giờ em thấy cái khoang này nó có cả hai nút thu nhỏ đúng không? Đây được này. Đấy. Hai thu nhỏ này. Hai nút không to. Đấy, không to cũng được. Hai chữ ít đúng không? Nó hơi thừa. Để giải quyết cái vụ này thông thường thì ngày xưa nó dạy với em cái thuộc tính gọi là form border type. Mình có thể chỉnh cái thuộc tính đấy về năm để cho nó không còn cái bên ngoài. Đấy là cách thứ nhất. Đây, anh chỉnh luôn cho xem nhé. Rồi, form border type. Chạy ở đây. Các em chọn về năm để không còn gì. Rồi. Bây giờ chọn về năm thì cái bên ngoài mất hết đúng không? Chỉ có bên ngoài đâu, nhìn nó gọn hơn. Nhưng mà khi mình thu nhỏ vào thì khi mà form border type bằng năm đấy thì cái cạnh của nó sắc, nó không có tí viền nào, nó hơi xấu rồi. Đấy. Thì lúc này mình sẽ xử lý bằng cách khác. Đây, khi mà các em chọn này về form bên này là chỉnh về bình thường nữa nhá. Có thể dùng cái cách vừa sau cũng được. Chọn về lên xem được. Để xử lý vụ này trong trường hợp tốt hết 3 các em view code này. Đây. Cái chỗ mà người ta ghi ở form main này, xong cái cửa từ form thì cái form này đây là cái form mà khi các em ghi đầu có sẵn. Còn nơi ba nó có sẵn một cái loại form cho mình rồi. Nó sẽ là đây, nó ghi để đường là dev có một đường này. Đây, chấm tốt hết 3 này. Chấm đây Office 2007 đây. Các em nhìn thấy các form của nó này. Đây là form Office 2007 này. Bên dưới là Deep One Form này. Mình sẽ chọn cái Deep One Form 2007. Ấn Enter vào. Bây giờ chạy cho nó khác thì nhé. Bây giờ thì cái phần bên trên nó sẽ khác hơn cho mình. Mình thu nhỏ nó có border mà nó không thể thừa thãi hai cái dấu nữa đúng không? Nhưng còn một cái giao diện chỗ này nó sẽ thay đổi cái style hơi xấu. Cái Win 7 thường thường cái border có vẻ nó không đẹp với Win 7. Nó chạy cái kiểu bình thường ấy. Cho nên có một cách khác em xử cái vụ này. Đấy, nhìn giao diện lúc thiết kế là đẹp nhưng lúc chạy nó không giống như mình thiết kế. Không biết anh chưa tìm hiểu đâu nguyên nhân. Ở Win 7 trước thiết kế chạy on á. Đây, bây giờ thực hiện format này. Từ giao diện các em nhìn thấy trong này có một cái style manager. Đây. Cái này để quản lý cái kiểu hiển thị của nó là dạng theo style nào. Em style manager này. Chấm này, manager style này. Đây, bằng manager style. Mình chọn ra cái kiểu khác.
mà là chỗ này để mình viết ngắn gọn cái này, ưu sinh cái đốt Z3 này. Thì mình sẽ viết, không phải viết là tận là F phân chấm lên 37 nữa, em ưu sinh bên trên này. Sinh này. Đấy. Quá là không ra này. S style. Đây, S style này, chấm. Đây là các kiểu giao diện mà trong này nó hỗ trợ. Nó gồm có tổng khoảng hơn 10 cái đang đến này. Metro này, Off, The Night, The New này, 6 cái, 7, 8, 9 cái. Mình dùng cái loại Windows 7 The New. Bây giờ xem giao diện nó khác gì cái phần trước nhé. Đây nó về cái dạng khác, mình nhìn control nó dễ hơn. Đấy. Không có gọi mình tự loát ra. Đây cái này có thể làm được. Đây ví dụ bây giờ là chọn đây nhá. Em copy vào cái bên này nào. Đấy hoàn toàn em cài đặt được style cho nó. Như một số phần mềm mình chỉnh được giao diện đi. Đây em ghi tách được style 1 chẳng hạn. Đây khó nhìn hết. Chỗ đây là Office này. Đây 007 này. Đấy. Click vào đây thì mình thay đổi cái style cho nó như phần dòng này bên trên đi. Đấy. Em copy phần trên xuống dưới. Chỉ cần cái dòng này mình thay đổi cái này thôi. Đây, đây em ghi này. Chấm là ra kiểu khác đây. Có thi ra lên 7 blue này. Thấy chưa? Đấy. Tương tự em chọn ra cái bài 2.3 này, chọn ra cái kiểu khác. 2.2 là kiểu khác chẳng hạn. Đấy. Ở bên text mình ghi cái khác đây này. Windows đây blue này. Dùng cái trên này cho cái khác nhé. Đây là cái kiểu tùy chỉnh giao diện và skin này. Đây. Office 2010 blue này. Đây Windows và Visual 2010 blue này. Có đủ 4 cái chưa? Giờ chạy thử này. Thế mà em thấy khác chưa? Click vào đây, thấy nó khác không? Click khác chưa? Đấy này là gọi là chỉnh giao diện skin này. Mình thiết kế được một cái chức năng riêng cho nó, mình chọn đây là ra khác này. Chọn đây ra khác này, ra khác này. Đến tuần tới hướng dẫn em dùng cái dev, different dev thì nó có tận khoảng 50 cái skin này. Nhưng mà nó có giao diện nó đẹp hơn cái này nhiều. Nó còn vẽ hoa văn ở trên này nữa không? Cái này nó không được đa dạng như thế. Các em về nhà cài cái đấy nhá. Thật sự mắt cứ dùng thành thạo cái này trước đã, thì dùng cái kia nó giống cái này đâu. Rồi ok rồi.